Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Golden Boost. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review Puma Future Z 1.3 Pro Cage. Và ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu thôi. 250g trên chiếc size 40, trọng lượng đủ nhẹ cho một đôi giày TF. Đế cam như thế này và bên trên còn là sợi dẹt nữa nên tôi không mong nó nhẹ hơn đâu. Bộ đệm và đế thì y hệt như hai đời trước rồi. Bộ đinh này thì cá nhân tôi đánh giá là nó không nhanh mòn nha. Ban đầu sờ mềm, tưởng sẽ đi sớm nhưng là khá ổn áp đấy anh em ạ. Độ bền đã được tôi và nhiều người khác kiểm chứng qua rồi nên anh em cứ yên tâm nha. Đệm thì nhiều anh em có hỏi là nó có giống như Ultra không, nhưng thực sự đệm của Ultra vẫn là ao chỉnh, siêu êm ái luôn. Còn đệm của Future nó dừng ở mức là ok, có êm thôi. Upper thì có khu vực Fusion Fit nhìn không khác gì bản MG. Xin nhắc lại với anh em là ở đời 1.1 và 1.2 nó là một dải chun vắt ngang qua phần thân giữa, nhưng đến đời 1.3 này nó đã là những sợi chun đen đan xen với lớp vải dệt Evonit. Nhìn thì giống là vậy nhưng mà thực sự khi trên tay tôi thấy nó dày dặn hơn và ít co giãn hơn bản MG. Nhưng chỉ tính riêng bản TF, tổng thể nếu so với hai đời trước thì tôi thích chất liệu của 1.3 này nhất. Cảm giác nó nhiều chất chun và có độ bó tốt hơn là hai đời đầu. Vậy nên chân bè có đáng ngại không nhỉ? Thì lát nữa chúng ta sẽ cùng đến với phần trên chân nha. Bên cạnh đó thì lớp phủ đầu mũi cũng như xung quanh upper theo cảm nhận của tôi là khá dày và chưa có nhiều sự mềm mại. Ban đầu khi nhìn vào sự cải tiến ở đời 1.3 này đó là đầu mũi sợi dệt, không còn là da tổng hợp như là 1.1 với 1.2 thì tôi đã kỳ vọng vào cảm giác mềm mại hơn, nhưng lớp phủ này khi mà mới đập hộp sờ vào khiến tôi hơi nghi ngờ. Lớp đệm bên dưới đầu mũi thì không dày dặn như 1.3 MG nhưng đủ ổn anh em nha. Cá nhân tôi cho rằng vẫn sẽ đem lại một trải nghiệm mềm mại. Vùng ACZ bây giờ chỉ còn là ACZ thường thôi, không còn gắn đuôi Elite như trên bản MG. Những chiếc gai vẫn sẽ xuất hiện ở má ngoài đầu mũi, nhưng ở má trong thì có những hạt nổi lên. Cơ mà những cái hạt này và vị trí của nó trên upper cá nhân tôi thấy đem lại một cảm giác hơi phèn và không được tinh xảo cho lắm. Anyway, chúng chỉ có tác dụng trang trí, còn thực sự sẽ không có ảnh hưởng thực tiễn nào anh em nha. Khi thi đấu anh em cũng sẽ không cảm nhận được chúng và cũng sẽ không thấy có sự vượt trội nào ở đây cả. Sỏ vào còn nhiều sự cố gắng vì miếng định hình gót ôm chân tốt cũng như là những sợi chun bên trên có chất liệu dày dặn. Không chỉ ở trận đầu tiên mà ở những trận sau, kể cả sau khi thuần giày rồi thì sỏ vào cũng không dễ hơn là bao. Một điều mà anh em nên nhớ, đặc biệt là những anh em chân bè khi đi mẫu giày này nói riêng hay là những mẫu giày sợi dệt lưỡi gà liền nói chung, đó chính là không nên siết chặt giày ở những lần sỏ giày đầu tiên. Vì upper chưa mềm cộng với độ bó khi siết giày nữa thì nó sẽ bó chân anh em một cách khủng khiếp. Vậy nên chỉ cần kéo giày cho gọn gàng là được, cùng lắm chỉ nên siết giày ở nút cao nhất cho chắc cổ chân. Còn phần còn lại thì sau này thuần giày xong rồi anh em muốn siết bao nhiêu cũng được. Cảm giác với tôi khá là dị xảy ra ở trận đầu tiên trải nghiệm Future Z 1.3 Pro Cage này. Mới sỏ và đi lại thì có bó tức, bó ở má ngoài cũng như ở gót. Tôi cảm thấy là nó không ổn lắm nhưng mà vẫn đem vào trận đá. Nhưng mà cái ngạc nhiên ở đây, đấy là đá trong trận rồi thì cảm giác rất thoải mái, hoàn toàn không có sự phân tâm và một cảm giác tiêu cực nào hết. Nhưng mà ra ngoài ngồi rồi thì những chỗ bó chân đó lại tiếp tục bị bó, lại nhức, thế mới khó hiểu. Sang tới trận thứ hai thì hết hoàn toàn rồi nha anh em. Thế nên có thể nói đây là một mẫu giày không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Có thể nói là không cần một chút thời gian thuần nào đối với form chân tôi. Sự thoải mái là rất lớn và có lẽ là một trong những mẫu giày tây áp thoải mái nhất trên thị trường hiện nay. Khu vực Fusion Fit ôm chắc nhưng không gây ra sự bó tức nào hết. Anh em nào chân bè hơn tôi thì có thể tháo hết dây ra và đá không dây với mẫu giày này nên hoàn toàn không phải lo nha. Cộng với khu vực gót giày cực kỳ chắc chắn và không gây sức gót nên anh em hãy cứ yên tâm về độ lockdown nha. Sau trận đầu tiên thì phần đầu mũi upper mềm ra nhiều, cảm giác sờ trên tay cũng như từng pha chạm bóng có độ mềm và có độ đàn hồi của chất liệu sợi dệt. Đồng thời là lớp phủ của Z1.3 TF đem lại một sự mượt mà cho từng đường bóng. Tôi thấy là ai hoài niệm Elite 7 thì cứ hoài niệm. Tôi là fan của đế cao, chân thì bè nhiều, mà Future Z 1.3 Pro Cage có những chất liệu và cảm giác như thế này nữa thì tôi không có gì là nuối tiếc đôi Elite 7 cả. Bộ đệm thì êm với những người thích đế cao như tôi, nhưng bộ đinh này thì không ấn tượng như thế. Đinh này đi trời mưa hoặc sân ẩm là một thảm họa. Nói chung chỉ nên chơi ở thời tiết khô ráo thôi anh em nha. Nhưng với độ mềm của đế thì cảm giác chạy cũng bon chân đấy, khá phê anh em ạ. Đôi giày có nhiều sự thoải mái nên cảm giác sút chỉ ở mức khá, chưa phê lắm. Điều này nữa chắc là anh em phải cần thời gian, đó chính là đế trước có bo lên cao nên cảm giác sút cớ lòng hay là truyền dài ban đầu có thể chưa được chuẩn với những ai chưa quen. Cơ mà đế trước bo cao như thế này thì cũng là một lợi thế, đó là chích mũi sướng, ra chân uy tín luôn đấy anh em ạ. Ai có thói quen kéo gầm hay sút bút chì thì chơi đôi này cá nhân tôi thấy cực kỳ là hợp lý nha. Vậy tổng kết lại, nếu như có một từ để nói về đôi 1.3 Pro Cage này thì có lẽ tôi sẽ dùng từ mượt các bạn ạ. Nó mượt từ cái chất liệu upper cho tới từng pha chạm bóng, từng cú đi bóng, cho tới là cái phần bộ đế này. Từng cú nhón chân, chạy, cảm giác nó bon các bạn ạ. Nói chung là nó rất là mượt luôn và tôi đánh giá cao cái độ mượt này. Nếu như mà cứ đi so sánh mẫu giày này với cả cái bản MG thì có lẽ là không công bằng một chút nào hết. Bởi vì tầm giá khác, chất liệu cũng khác. Nhưng có một điều duy nhất mà bản Pro Cage này nó làm tốt hơn bản MG đó chính là cái độ êm ái. Thực sự thì mẫu giày này với cái chất liệu của bộ đế và bộ đệm ở đây thì tất nhiên là nó sẽ êm hơn bản MG rồi. Bản MG thì nói chung là nó vẫn kén chân và kén sân. Thế nên là anh em nào mà muốn chơi một cái cảm giác an toàn nhất, êm ái nhất thì có lẽ là bản TF này sẽ là phù hợp với anh em hơn. Và ở trong tầm giá dưới 3 triệu thì có lẽ tôi đánh giá mẫu giày này là một trong những mẫu giày có chất liệu xịn sò nhất. Đồng thời
là nó có một cái độ thoải mái phải gọi là bậc nhất luôn. Thế thì anh em chân thon sẽ hỏi rằng là thế có chơi được không nhỉ? Tôi là một người chân bè và đến trận thứ hai là tôi đã cảm thấy cái vùng đầu mũi này nó không quá ôm vào chân tôi nữa. Thế nên là mẫu giày này phù hợp với người chân bè tới bè nhiều. Có thể là bè nhiều nữa hãy cũng cứ chơi và bỏ dây ra chơi. Còn anh em chân thon tôi không chắc lắm anh em ạ. Nếu như anh em nào mà chân thon hãy qua Ucha chơi nha. Nếu như anh em là một người thích chất liệu sợi dệt, chân bè lại còn thích đế cao nữa thì tôi không biết là anh em sẽ chê cái gì ở mẫu giày này nữa. Thực sự là nó có thể đáp ứng đầy đủ được những cái tiêu chí của anh em. Nhưng dù sao đi nữa đây cũng không phải là một mẫu giày hoàn hảo và nó có những cái điểm chưa được sau đây. Thứ nhất, nếu như anh em là một người quen đến thấp và chuyển qua chơi mẫu giày này thì cảm giác cồng kềnh là chắc chắn có nha. Cồng kềnh nó đến từ cái bộ đế cao và thứ hai nữa là cái phần đế trước này nó cũng được bo lên cao luôn. Thế nên là nhiều khi xử lý bóng nó không được nhanh nhẹn. Nhưng mà cái đó anh em chỉ cần thời gian làm quen là ok hết. Tiếp theo nữa đó chính là cái vùng đầu mũi này, thì cái này nó là cái quan điểm cá nhân của tôi thôi. Tôi không thích một cái sự thoải mái quá như thế này, tôi muốn nó ôm hơn một chút nữa để khi mà ra chân nó có nhiều cái sự sướng hơn. Còn cái cảm giác mà nó thoải mái quá như thế này thì ra chân với tôi cái cảm giác nó không được quá là mắc pinh. Và điều này nữa tôi rất mong là Puma sẽ khắc phục ở đời sau, đó chính là cái bộ đinh này. Thực sự là độ mềm ok rồi, nhưng còn cái độ bám sân của nó thì có lẽ là ở thời tiết khô ráo anh em chơi ok, nhưng khi mà cứ hễ mưa một cái là tôi cho rằng là cái bộ đinh này nó đem lại một trải nghiệm rất là tệ. Và trong chính video này luôn, anh em có thể thấy rằng là khi mà tôi đang quay video, quay ở một cái thời tiết nắng ráo, khô, trời đẹp, thế nhưng khi mà phanh theo một cái mức độ cực cắt thì cái tình trạng trơn trượt nó vẫn có xảy ra nha. Nhưng mà tôi vẫn nói rằng đây là một mẫu giày đáng trải nghiệm. Anh em hãy trải nghiệm đi, trải nghiệm cái sự mượt mà này. Chân tôi là dài 25,5cm, ngang là 10,5cm, đo khi đã đi tất và được tính là bè nhiều. Mẫu giày 1.3 Procase này tôi đi size 40 nha anh em, không còn là đi 39 như là bản MG nữa. Ở bản MG thì cho tới thời điểm hiện tại, sau một thời gian trải nghiệm thì tôi vẫn khẳng định rằng là 39 là đúng size của tôi. Còn bản TF này tôi phải đi 40 cơ, tôi không thể lùi về 39 được. Thế mới dị chứ. Nếu như các bạn muốn mua mẫu giày này hay là nhiều mẫu giày khác tới từ các hãng Nike, Adidas, Puma, Mizuno thì địa chỉ cần ghé đó là Hùng Sport nha. Đây là một cửa hàng bán giày bóng đá chính hãng vô cùng uy tín, giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng. Ngoài ra có chính sách đổi size đổi mẫu cho anh em từ xa và chính sách trả góp cho anh em nữa. Link Facebook và link website là hungsportstore.vn tôi sẽ để ở dưới phần mô tả, anh em hãy nhớ ghé xem nha. Và trên đây là tất cả những đánh giá của tôi về Puma Future Z 1.3 Procase. Và nếu như các bạn có sở hữu mẫu giày này và có những đánh giá khác tôi, làm ơn hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho những anh em vào sau có cái nhìn đa chiều hơn về mẫu giày này nha. Và cuối cùng thì đừng quên thích video này và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video nào ra mắt trong tương lai. Và ngoài ra bên này các bạn có thể thấy là một danh sách phát các video review giày bóng đá chính hãng mà tôi đã làm từ trước. Hãy kích vào đó để xem thêm nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.